đó chỉ cần giơ tay thôi là ba Yes. phút sau nó có Ê, mặt thôi. con Thử thì đúng dạ là nó đừng đâu mày đừng ơi, có cần, con thì dạ bây giờ nó bố chỉ cần bố hâm nó ra bố đó à, tao quánh mày, cái con dạ nó bấm nai quanh quanh, nó không cần nói bấm nai quanh quanh, cái dục cái phone qua bên, con bảo đảm đi chú á, 3 phút hồ sau bố thấy nó tới nhà bố liền, không cần nói, dục phone qua bên đây, bảo đảm 3 phút sau tới liền. cái vấn đề dạ nó Ờ, mà phũ phàng hơi quá. khác. Vấn đề dạ nó, những gì mà anh trình bày á, nó tùy theo cái góc độ của một cái khu đó đó. Nếu mà khu Mỹ Trắng á nó khác nha, còn mà khu mà Mỹ nó gọi là ghetto đó, hay là những người mình gọi là nó ổ chuột mà băng đảng này nọ đó, thì cái đó nó khác đó. Thì cho nên nó phân biệt về, nó phân biệt về cái địa lý mà nơi cái người mà sinh sống ở đó, hay là cái chủng tộc ở đó, cho nên nhiều người không có hiểu được. Thì anh cũng nói đúng là lý do là tại vì cái vấn đề về mà phụ nữ hay là trẻ em á, là cái đó là tuyệt đối á, là nó phải thi hành lập tiếp, tại cái đó là Với nó lại cái tạo đó, ra với cái lại cái đó sự nó không nằm trong cái trường hợp đúng gọi là nguy hiểm, đúng 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 cho nên những cái cái vấn gì mà đề. không nguy hiểm á, em nên nhớ là như nè, đã là con người thì ai cũng sợ chết cả, cho dù có súng cũng phải sợ chết, Chắc chắn rồi. ok, mà cái súng quả lực của em á thì nó làm sao bằng cái súng quả lực của cái nhóm mà gọi tội phạm. Bên mình không biết là cái góc độ tội phạm nó nằm ở đâu, cho nên nó mới Đó, khó vậy đó. cho nên khi mà em nên nhớ, bất cứ mà khi gọi mà hai bên nó đang bắn nhau á, là cảnh sát á, là nó phải có nhiệm vụ là gì, mặc dù là nó nhận được lệnh đó, nhưng mà còn nó tới ngay hiện tại hiện trường là thời gian bao lâu nó tới là cái chuyện của tụi nó. Giống như em thấy là những cái cảnh mà nó bắn nhau trong trường, em thấy vừa rồi ở bên cái tiểu Đúng bang rồi. Texas vậy á, có cái thằng nó ôm súng vô trường á mà nó bắn bao nhiêu đứa, mà em thấy cảnh sát đứng ở ngoài 45 phút đâu có thằng nào vô, một đống súng ở ngoài đó, có nghe cái vụ đó chưa? Có nghe rồi, có nghe rồi. Đó. Nó tại vậy nè, Rồi cuối trong cùng á, cái mấy cuối cùng những phụ huynh nó tại sao không đưa súng cho phụ huynh để phụ huynh vô người ta cứu con người ta, tại vì anh biết xong thấy theo chưa? cái vấn đề Đó vậy là ý ý anh muốn nói là em thấy là cảnh sát nó súng ống nó đầy như vậy á, mà đối với một thằng nó chỉ có một cây súng ở trong cái trường đó thôi mà nó cũng không này, theo anh biết là vô. theo cái dạy nè, nếu mà giống cảnh sát nó vô liền á, thì nó sợ mấy thằng kia là thù giặc là bắn hết mấy đứa nhỏ thôi đó. Chính vì cái điểm đó thì cho nên á, Cái em nó nói là không sai, nhưng mà em hỏi đi, cho dù cảnh sát không vô nó cũng đã bắn rồi mà, thì cái đó thì dĩ nhiên cái đó thì thấy chưa? những cái tình huống đó thì nó có, nó xảy ra đó. Nhưng mà về cái góc độ đó thì anh nói đúng, nó tùy theo những cái góc độ mà tùy theo cái hành động của một cái người mà hay là cái băng đảng hay này nọ đó. Thì trong giống như là anh học cái gì đó thì nó cũng huấn luyện anh, hay là nó nói anh cái cách giống bây giờ anh bị thương đi, anh bị thương đi, cái người hàng xóm tự nhiên đâu phải khơi là bị thương đó là tự nhiên là phải là tới là băng bó này nọ, không, nó phải cần những người chuyên gia chuyên nghiệp để tới rồi coi cái người đó nằm như thế nào này nọ chứ đâu phải là. Nhưng mà có nhiều người không có hiểu, còn nghĩ là cái người đó bị té hay là bị tai nạn, có nghĩa là lôi họ ra rồi để nó nằm này nọ, không có. Nhiều khi là họ phải đợi những người chuyên nghiệp chuyên gia có biết gì kỹ thuật đó để họ làm một cách nó theo cái quy trình mà đúng hơn đó. Thì nói Không, chung chung đó, thì anh nói cái của em nói á, thì nó không có sai, nhưng mà trong cái ngành nghề đôi khi người ta nói là nó gọi là những anh hùng mà cá nhân á, có nghĩa là khi người ta thấy cái chuyện đó bất bình, mặc dù cái luật á, nó chưa ấy, nhưng mà người ta vẫn phá cái luật đó, nó gọi là break the law đó, người ta vẫn phá cái luật đó để người ta đi cứu người, và đôi khi người ta cũng thành công, cái đó là bản năng của một con người. Nhưng mà đa phần anh nói là với em á, là con người ai cũng sợ chết, cho nên khi mà đụng tới vấn đề đó đó, người ta lại nghĩ, tại vì ngày xưa thí dụ như em có một thân một mình, thí dụ như em có thể ra ngoài xã hội em đi chơi đêm hôm, em đụng bất cứ băng đảng nào em cũng không sợ, cái đó là đúng chứ không sai. Nhưng mà khi em đã có gia đình, em đã có con rồi, thì cái vấn đề không phải là cá nhân em nữa, mà lúc này em lại nghĩ cho những người trong gia đình nữa, thì bắt đầu cái lòng nhát của em, nó sẽ cái lòng mà như ngày xưa của em nó không còn như không lúc lúc mà hồi lúc còn em một một mình hơn một mình nữa, chính thấy cái nó xác. khác nhau lắm. Thì bởi vậy À, trong trong khi mà cho trong nên cái em ngành học của có mình huấn luyện cỡ nào đi nữa, có làm gì đi nữa, thì cái vấn đề mà cái gia đình á, em cũng phải chọn đặt trên hàng đầu chứ, em không chọn cái vấn đề liều lĩnh giống như ngày xưa em còn độc thân được. đúng, nhưng mà trong một cái nghề nghiệp nào đó thì nó nói cái câu của nó là safety first, cái nghĩa là mình bảo vệ cái tính mạng Đúng của mình vậy first đó, đó. đó thì đúng vậy đó. Mà chính vì cái câu đó cho nên nó là không làm gì hết, đúng không em, đúng không? Thì Safety first cho mà, là mình nên ngồi đó mình chờ, khi nào nó chết hết là mình cho mình lụm, nó mới gọi là an toàn chứ, đúng rồi, đúng tại không? Nó chết hết rồi mình vô mình lụm mới gọi là an toàn chứ. cái
cái xã hội mình nó ra xong đây nè, cái lần đầu tiên mà mình thấy người cảnh sát họ bắn sao, hồi đó mình ở Việt Nam mình cũng là cảnh sát thì khi mình biết là khi mình phải bắn á thì đầu tiên đó là mình phải bắn một cái chân cho nó khỏi chết bị thương. Cái hồi đó, mình đi làm cái mình thấy mấy ông cảnh sát mà ông bắn vào cho hỏi sao, một lần nó bắn hết hết đạn, có thằng thằng cha nào ở đó bắn hết. Mà tôi mới hỏi là tại sao mày không bắn chỉ thiên cảnh cáo nó trước, bắn một cái chân là nó mày nghĩ là cái chân nó bao lớn mà mày bắn mày nghĩ mày vừa được nó bắn trúng, mày bắn nó là mày bắn mày ngắm từ cái thân người của nó to ngắm ngay đó mà bắn thì nó dễ trúng. Chứ còn Việt Nam mình nói như vậy là nó tập, hồi đó là mình nói như vậy là mình nói tập bậy, nó đã chạy rồi mình chạy theo nó, mình rút súng nó mình bắn cái chân nó thì nó bắn làm sao mà trúng được. Không được, không được, không được, không được. Bắn là phải bắn trước, bắn sau là phạm pháp á, không được. Không. Cái lực mà sử dụng súng á là cho dù cảnh sát hay người dân cũng được, không cần biết. Nhưng Không được mà bắn trước mặt tôi. Đúng. khi mà Đúng, người đúng. ta đã bỏ đi rồi đó, Đã bỏ chạy là mình không được bắn đằng sau tới. Mình bắn đằng sau tới là có nghĩa là mình có hiểu. mục đích là mưu sát, là mình Mua giết sát người, là là đúng mình rồi. sẽ phạm tội. Đúng Còn đúng nếu đúng đúng mà đúng. còn Đúng nếu rồi, mà mình đây đây. bắn đằng trước á, mà bắn đằng trước phải bắn, phải có lý do, chẳng hạn như bây Tất giờ nhiên rồi. cái đối thủ đó nó cách xa mình khoảng chừng 7 8 feet mà trên tay nó không có vũ khí gì hết, mà nó đi tới mình có quyền kêu nó ngừng lại, mà nó vẫn đi tới thì cái phát đầu tiên mình bắn, mình có thể bắn chỉ thiên lên trời, mình bắn chỉ thiên nha, là mình có thể bắn chỉ thiên lên trời, mà nó vẫn tiến tới thì cái phát thứ nhì mình mới được quyền bắn nó. Còn thí dụ như bây giờ hung thủ cầm cầm vũ khí, mà vũ khí đó phải coi lại gì, nếu nó là cầm một con dao mà nó ở cách xa khoảng cự ly mà dù 10 feet 20 feet thì mình vẫn phải bắn chỉ thiên và kêu nó bỏ vũ khí xuống, cái đó là một con dao. Nhưng mà nếu nó cầm súng á, thì không cần biết tốc độ là xa bao nhiêu, trước mặt là cứu quốc, tại vì súng nó bắn xa lắm, không có cần phải phải nói trước. Đúng rồi. Đúng rồi, À, Trang. Ê, từ từ tức là từ mình tùy tùy nhiều theo mỗi khi loại vũ là khí mà ấy. đúng rồi, Còn cái luật bên Mỹ này giống như ở bên Mỹ, ở mỗi tiểu bang nó mỗi khác, giống như tiểu bang Cali, tiểu bang nào mình biết, khi mà xâm nhập gia cư bất hợp pháp mà sau 9 giờ tối á, không cần biết mà vô trong nhà là người ta có quyền móc súng bắn bỏ. súng nhiều quá thành Cho nên thí dụ như thử mình muốn tới nhà một người bạn gì hay gì á, ra là trước sau 9 giờ tối thì mình phải gọi cho người ta biết là ok tôi tới đó, ok thì người ta đón mình. Còn nếu mà tự nhiên mình nghĩ là thân quá mình không gọi, mình lẻn lẻn mình tới nhà người ta, cái mình mở cửa mình đi vô thì cái chủ nhà trong nhà nó nhìn thấy cái bóng người đi vô, nó không biết là ai, nó có thể nó xách súng nó bắn răng mà chịu sau 9 giờ là tối. Đó gọi là xâm nhập gia cư bất hợp pháp, là người ta có quyền bắn. súng của anh đó thì quá nhiều cái súng. đây này, và có một người cảnh sát Mỹ đã nói những cái luật lệ bên Mỹ và quyền giữ giữ sử dụng súng sau 9 giờ tối, thì tất cả mọi người ở dưới diễn đàn đã nghe rồi chưa? Nó khác xa ở Việt Nam chúng ta. Việt Nam chúng ta phải cả 11, 2, 3 giờ sáng gì mà bạn nhậu mà rủ vô để đi mày là nó đi, chứ nó đâu có biết là đụng súng siết gì đâu, đúng không? Cỡ nào cũng chơi được. Rồi nói như vậy là mình mới hiểu là cái ở nước Mỹ nó một cách nôm na như vậy. Mấy ông già lớn tuổi như tao với ông Phượng này kia là lúc nào ra đường con mắt với con người nó làm không an tâm, có nghĩa là lúc nào nó cũng lo, không ngại tới đám đông nè, rồi ngại tới những cái chuyện có những chuyện tình huống nó bất ngờ nó xảy ra, nó có một cái gì đó mình lo lắng, không có thích đi ra đường nhiều. Nhưng mà ở Việt Nam thì không có cái chuyện đó, nó không có là con người không nghĩ tới cái chuyện đó. Nhưng ở Mỹ là nghĩ đi phải đi cho lẹ, về cho nhà cho nó sớm, rồi đại khái là vậy rồi á. Có người làm cái lo âu phải không, không có dám đứng tới cái chỗ mà tập hợp đông người rồi kia, không có nhốn nháo mà đứng coi coi nhướng đầu vô coi, giống như hồi nhỏ hồi xưa mà bán thuốc cao đơn hoàn tán ngoài đề đường, đồ bài nguyên bài nít khoảng mấy trăm đứa nhào vô coi kia nó siết nó ảo thuật kia. Ở Mỹ không đụng mấy cái đó đụng nguy hiểm quá. Thì đúng rồi, nó rõ ràng đi bây giờ càng người những người lớn tuổi ra ngoài đường bây giờ nó thấy họ mỗi lần ra đường họ giáo giác, họ nhìn trước họ nhìn sau coi có làm sao có gì khả nghi, là không có để mình cảm thấy là đoán trước cái chuyện mà mình đi tới chỗ đó nó có cái ổn không, nó có an toàn không này kia đủ thứ chứ, Thì mà đúng rõ ràng rồi. rồi. Sau này cái nước Mỹ hiện giờ thì mình nói có điều như vậy, nó đang lạm phát lớn nặng chứ, là vì đó có tình trạng thất nghiệp rất là nhiều, homeless cũng đông, rồi hiện giờ cướp giật tràn lan, có là ở California cướp giật tràn lan rồi, xong rồi bây giờ nó vô trong cái shop người ta, nó ngang nhiên nó lấy, chứ nó không phải ngang nhiên nó ôm nó lấy ra,
cả đống quần áo mỹ phẩm, nói chung là tất tần tật, mình vô mình thấy mình ngao ngán luôn. Thành ra vì chỗ đó đặt trường hợp thí dụ như ra cảnh sát không làm gì rồi, nổi nó ra nó giành đồ, không có nó không nó bắn nhau mình cũng chết mẹ nữa. Thành ra tao sợ lắm luôn, khổ đó. Không, nói đúng ra thì khi mà nó vô nó lấy như vậy thì nó đúng ra là đa phần là người ta cứ để cho nó lấy, là tại vì giống như người Việt Nam mình Mình hay nói cái câu mà thiệt chén sành mà chén chén kiểu mà đụng với chén sành thì đâu có lợi ích gì đâu, thân. thì cho nên người ta cứ để cho nó lấy cái có sao đâu. Với lại Biết con ai cũng có quan niệm là đâu phải đồ của mình đâu mà cản chỉ cho mệt. à, Biết đúng không, rồi. có một cái nữa là anh mày thấy xin, không biết là anh có nắm rõ không, thì trong cái Để tiểu em bang cứ nói. Cali đó, trong cái tiểu bang Cali nó ra cái luật là cái gì mà dưới 900 á thì không có nên Cái đó nhập có cảnh nghe. người ta, Nhưng mà dưới 900 là mà lúc nó không vô có nó nên lấy bắt là lại. sao em biết cái đó là nó giá 900? Thì không, Nó thì lấy xong theo rồi về là nhà bắt đầu cái chỗ công ty nó mới báo cái cáo là nó mất thành sản phẩm nào thì bắt đầu mới tính thành giá chứ. Còn lúc mà nó vô nó ôm ra đâu có ai mà đứng nó mà chặn nó lại hỏi cái món này mày dưới không 800 hay là 900 đâu em. em hiểu cái điều đó, cho nên thì thường thường những người mà bị người ta vô cướp này nọ hay là bị nó vô nó lấy đó, thì giống như những cái Walmart hay là Walgreens hay là Target hay này nọ đó, hay là mấy cái Shopee Mall, giống như là mấy cái Macy hay này nọ đó, thì đối với những người đó tại họ lo cái tính mạng của họ là quan trọng nhất, cho nên thì Đúng cái vấn vậy. đề đó họ để đi. Thì cái vấn đề đó là bây giờ thì chính vì cái lực mà 900 đó, đó cho nên là một số những thành phần mình gọi là dân da màu hay là bất cứ những cái thành phần mà tị nạn xã hội 6 ở bên Mỹ đó, thì nó lợi dụng cái đó, nó lợi dụng cái đó để nó làm, tại nó đâu có bắt nó được đâu. Đó, là ở mà bắt nó thì nó nói là tôi chỉ lấy mấy cái này chưa tới 900 đó, và nhiều khi nó còn tố lại nữa ra là nó chạy ra mà nó bị té này nọ mình phải Walgreens này nọ nữa, thì nó cũng đền bồi cái tai nạn của nó nữa, cho nên nó khổ gì cái vấn đề đó. bây giờ Thôi thì chú cầm ở bây lại giờ bây giờ anh hỏi em ấy, em nói không có sai, nhưng mà nó có một cái vậy nè. Thí dụ như bây giờ có một người người ta nghèo quá, thí dụ nha, có một người người ta nghèo quá, người ta bước vô một cái tiệm phở hay là một cái gì đó, người ta ăn xong tô phở chỉ giá chỉ có 10 đồng thôi, em gọi cảnh sát tới, em nghĩ cảnh sát nó bắt cái thằng đó xong nó có bỏ thằng đó đi ở tù không? nhiên là không rồi, Em nghĩ coi, nếu mà bỏ nó đi ở tù như vậy á, tốn thêm em mấy biết tiền nữa. một năm á, ở một năm á, chính phủ Mỹ phải nuôi cái thằng tù đó, em biết một năm là trên 30-40 ngàn á, mà trong đó chỉ có 10 đô la, vậy có nên bắt nó không? Nhưng mà theo thủ tục thì khi người ta gọi thì vẫn là tới lập giấy tờ phải không, bỏ nó ra xe phải không, nhưng mà chạy tới chỗ nào là phải đưa cho nó đi chứ, giận anh làm cái gì nó giờ, Thì đúng, thì cái vấn đề đó thì đúng không? em hiểu mà được cái mà lực nếu đó. mà chỉ cái số tiền mà nhỏ giống như em nói là đúng là dưới 900 á là không bỏ tù nó, mà nếu bây giờ anh nó cho bỏ tù nó đi thì cái nhà tù nước Mỹ là chưa bao giờ mới hết, Bởi vậy và cái ngân khố của Mỹ nuôi làm sao mà nuôi hết cái đống đó. Nhiều khi người ta nghèo quá, bây giờ anh hỏi em nè, nó không có tiền mướn nhà, nó không có tiền mướn nhà, nó không có tiền ăn, tới mùa đông là nó nằm ngoài đường nó sẽ lạnh nó chết. Bây giờ nó cố tình nó vô nó đang cắp một món gì đó để nó đưa vô tù, vô tù là ngủ có người coi nè, tới giờ có người cho ăn nè, mà mùa đông á em mà không cho nó máy lạnh máy máy nóng nó sưởi á thì nó lại nói em không có nhân quyền nữa thì sao, em thấy không? thì cái đó cho nên nó những Có một có số một người số người ta cố tình đi ăn cắp như lợi vậy để dụng được đưa vô tù đó, nghĩa là mà chính phủ cũng không đưa được, để không có chỗ chứa, tao chỉ khoái nhất cái món mà đâu giờ mà chứa, tao thứ nói nhất mày là chỗ nghe, không có chỗ chứa, cái thứ hai nữa tiền đâu mà nuôi. tao xin mày bố thì thôi, mà tao chỉ bố chứ khoái một cái điều quan trọng nhất này là bây giờ là chúng ta vào trong cửa hàng lấy đồ mà được quyền lựa, được quyền lựa mấy người ghê. Dưới 904, 904, 949 đồng 99, ok lấy được. Được quyền lựa, được đã, Nhưng tao mà khoái đó rồi, tao nhưng mà con nghĩ là bố, nhưng mà con nghĩ là bố không dám làm, khoái. tại bố Tao nói có biết sao bị bố không dám làm không? sao? Rocker, bị rocker. Không, thứ nhất á là không phải cái thằng Mỹ nó ăn cắp á thì nó vẫn là người Mỹ, nó ở tù hay không ở tù á không thành vấn đề, nhưng mà bố lấy á lỡ nó trục xuất bố về Việt Nam mà bố lấy gì bố chạy. Ông Ủa bố là vi phạm mà, ừ. ăn cắp ăn trộm, ví dụ như bây giờ nó không thích nó nói ok anh qua nước tôi anh quậy phá, anh làm giống như kiểu như là anh ăn cắp ăn trộm, anh làm mất mặt nước tôi, bây giờ anh đang phải công dân nước tôi thu hồi quốc tịch trả bố về Việt Nam, tại bố là công dân Việt Nam mà đúng không, trả bố về đó. Còn Đó thằng thì Mỹ nó trả đi coi đâu chính sinh thôi. à, còn thằng Mỹ nó trả đi đâu,
Cho nên đa phần những cái vấn đề mà hôi của như vậy, bố nhìn coi, người Asian rất là ít, cái dân tộc da màu rất là ít, đa phần là Mày dám, người Mỹ chính gốc nhiều lắm. mày dám, Mỹ gốc nhiều lắm. mày dám. Té ra là vậy. Chứ lại ở tù không phải là sung sướng đâu, bố tưởng bố tưởng ở tù Mỹ này giống như trong phim là vô ở tù là được ăn no, là được tập tạ giống như trong phim, mà không có đâu. Không có đâu, Vô đi rồi biết. không Vô đi rồi biết. Không có thằng này đánh thì cũng có thằng kia nó đập. Nó vô đi rồi biết, đừng có thấy trong phim mà ăn rồi ngồi tập tạ rồi thằng nào đó ra mắt xô phim thôi, thử đi biết. Vô đó nó có băng đảng, nó có đàn anh đàn em mới dừng hết á, chứ Đồ nó ghê. không Ừ. Việt Nam sao, sao Mỹ nó không vậy à, nhưng mà đóng phim thì nó phải làm cho coi đẹp một chút vậy thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi. À, còn gì Thôi nữa tiếp tục đi. nếu anh thầy xin còn cái gì đề tài gì nói thì không, thì Rồi. thôi chắc em cũng xin Rồi. phép Rồi, con xuống trước đi rồi. dạ chào anh Mai Tấn Anh nha. điểm có đề tài gì hết trơn á. À, thích lên đó tào lao thì thôi à, Không có còn đề lần tài sau vậy? mà có đề tài thì thí dụ như chú Cầm hỏi cái gì mà mình cảm thấy biết thì mình nói, còn không biết thì mình ngồi mình nghe vậy đó, rồi chứ còn ok không có đề ok tài. không có đề đề tài tài nữa. gì cả, Ok rõ ràng. Này là người tán gẫu à. Rồi anh Phượng hỏi gì nữa không, tao còn mình có ai nữa ok, anh không? mình À, ok, mình ok. thông cảm với con cảnh sát này, Ờ dân người Mỹ họ dữ quá, đừng ai cũng đẩy súng mà họ không ai tin ai cả thì À, nó đúng ra là cái xã hội Mỹ thì mình biết làm sao, này mình sống quá lâu ở đó mình mới thấy là tất cả phải công nhận điều này, là có nghĩa là họ người Mỹ họ không tin ai, không họ bất cứ họ họ không tin ai, chứ không có bạn bè họ cũng không tin ai, kể cả tin vợ, kể ai cả boyfriend với hết lại girlfriend cũng không tin nhau nữa á. kìa. Đúng không Tyson? Rồi ăn để nổi mà thằng mà vô quen, mới quen nhau nó kể kìa, mới quen nhau thì ok, vô ba biết rồi, tiền mày mày trả, tiền tao tao trả, rồi như khi mà lấy nhau mất 2 tháng xong là đủ đường ai nấy đi, đủ sáng nhiều khi bà sáng sáng cưới chiều chiều đi vậy mới là ghê chứ được. Chuyện Cười. chuyện chuyện nó gọi Việt Nam nó hay gọi là nó Việt Nam nó hay nói là chuyện bình thường như cơm đường hộp sữa. Thằng này nó ngộ, nó ở Mỹ biết bao lâu rồi mà những cái từ ở Việt Nam know mà từ nó từ ấy nói mà chuyện nó hay vẫn á, còn, chứ nó bên vẫn Nam cũng còn vậy á. nhớ không? Đồ Nhưng tao không biết cái mà từ đó mà nó biết hết nói trơn á, chuyện rất chuyện chuyện nhỏ như là cân đường phong hộp sữa phú, gì. đúng rồi, chuyện bình thường như cơm đường hộp sữa. À, chuyện Cơm bình đường thường như cân đường hộp sữa, trời ơi cái đó tao rất mới. hay á, rất hay Cái á. câu đó là cái thời, đó là cái thời khổ, cái thời kia, cái thời bao cấp á. À, thời giống kia là như có giống 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 như bây giờ mình nói, bây giờ mình nói giống như bên Mỹ đi, cái. ví dụ như bố quen cái người đó, Ừ. hai người quen nhau bao lâu không biết, nhưng mà nhiều khi á nó vui lắm, quen 6 7 8 9 năm vậy đó, mà đám cưới xong cái mới có 2 3 tháng gặp lại hỏi sao chia tay, mà nó ủa tao quen mấy năm trời á, tìm hiểu kỹ lắm mà sao vẫn chia tay, nó không, tại vì hồi lúc mà mình quen nhau á là giống như người ta nói vậy đó, nhà mày mày ăn, nhà tao tao ăn, cuối tuần là rủ nhau đi chơi thôi đúng không, rồi nhiều khi em có một chút gì gọi là làm biếng là bê bối vậy á, thì lúc đang cặp bồ mà không sao đâu, cái này chuyện nhỏ bỏ qua đúng không, nhưng mà khi cưới rồi mấy cái đó nó không bỏ qua được bố. Thì tại sống có sống chung với nhau mà, đúng rồi. À thì lúc mà cưới rồi chuyện này không bỏ qua được, cho nên bắt đầu nói tới nói lui là trước sau gì cũng có Không, chuyện, mà có chuyện là sao là lên đường. mà Mai cho nói cái điều đó mình được đúng đó, mình xác nhận cái điều này, người Mỹ được cái là thì nó có cái bị cái tên này, họ không có nhịn, không có nhường nhịn cái gì, có thí dụ mà có cái chuyện gì mà nó sai đó là người ta phải, ngay cả vợ chồng nó phải, ngay cả mà nó vợ chồng nó phải, nó phải nói cho đến khi mà nó đủ thì thôi, cho nó ra lẽ Với lại đúng sai thôi, mà cái điều với lại mà nó có một theo cái tôi gì nữa là chú Phượng biết nghĩ ông, làm vậy nè, thí dụ như người Mỹ á, với người Việt Nam khác nhau, thí dụ như người Mỹ á, là thí dụ hai chồng lấy nhau thì mỗi người nó có một cái tài khoản riêng, rồi cái nào nó chung là nó chung, cái chung thì chi trả, còn cái riêng thì ai muốn làm gì làm, đó là đối với người Mỹ. Nhưng mà Việt Nam mình đôi khi cũng có một số người thì giống Mỹ, nhưng mà con số người á, là giống Việt Nam, có nghĩa là tài khoản này thì nhập vô chung nhưng mà chỉ có em quản lý thôi, nhưng mà anh thì không được quản lý đấy. đúng rồi Nó rồi ai cái người đàn ông nó bị ức chế ai đó, nhưng mà rồi xong mà chính vì cái chỗ ức chế đó rồi bắt đầu nó xảy ra nhiều chuyện, rồi nó tới nói lui là gây lộn rồi thế này kia, giống như là
phụ nữ Việt Nam mình thì hay có cái câu đó, tiền của anh nó là tiền của em, mà tiền của em thì nó vẫn thuộc là của em, thì nó là không có công bằng cho lắm. không Nó không không có không nó còn bằng cho nó lắm, cho nên đôi ra đôi khi chính vì cái chỗ đó đó mà cái người Mỹ á, người ta bị uất ức, hoặc là cái người uất ức mà kia ở bên Mỹ này, cái luật đó là nó không cho đánh vợ, mình đánh là không được, mà đánh là nhiều khi mình đi không được, cho nên nhiều khi uất ức quá không biết làm gì hết, bắn mẹ cho rồi còn nhức đầu. Nó khổ vậy đó, mà nó khổ vậy mới ăn chứ mẹ ăn chứ. Bởi vậy chú thấy bên Mỹ này ít có ai mà quýnh vợ lắm, tỷ lệ quýnh rất ít, nhưng mà tỷ lệ mà xách súng bắn thì hơi nhiều á, Bắt vợ hơi nhiều, đúng rồi. bắn thì nhiều chứ còn quýnh thì nó không quýnh được, tại vì quýnh nó cũng đi, quýnh nó là cũng đi hơi nhiều thôi, chỉ bằng quất mẹ cho rồi nó cũng xong đấy, nó là như vậy. Bởi vậy cho nên mấy bà nhiều khi mình nói, không phải mình nói chứ, mấy bà mà am hiểu thì nhiều khi suy nghĩ lại một chút xíu, đừng có nghĩ là qua Mỹ là cái gì cũng lady first, lady first, cứ nghĩ mình là đàn bà là ưu tiên, muốn làm gì làm, muốn là ấy. Ví dụ nhiều người chồng á, người ta có khả năng người ta nhịn được á thì người ta nhịn, nhưng mà có nhiều người chồng á người ta không có khả năng nhịn được á, đôi khi mà Sẽ tới bức quá hay đó, chuyện là ông lớn, chồng á xảy ra chuyện lớn, đúng vậy, là có đó, nhiều khi là ảnh hưởng tới cái gì đó không biết nữa, rất là nguy hiểm đó. đó là chính xác, đó là cái chuyện chính xác. Giống như con nói đơn giản, giống như con có thằng, giống như mà nói con nói đơn giản, con với con có thằng bạn nó làm đi, thì bố biết mà, những thằng mà làm chung nghề thì đa số thằng nào cũng có súng hết trơn á, không có không có. Khi mà vợ chồng mà gây lộn một cái á, mà khi mà vợ chồng mà gây lộn một cái, mà con vợ mà bấm nai quanh quanh một cái vậy, là tới một cái á, là cảnh sát nó tới một cái, mà nó chỉ cần cầm cái driver license nó lét qua một cái vậy, nó biết thằng này làm nghề gì, thằng này có súng, cái là không cần biết, automatic anh ra khỏi nhà trong vòng 24 tiếng đồng hồ cho tôi, đi đâu đi cách Đúng xa rồi. cái nhà 100 feet, nó không cho ở gần, mày đi đâu đi nhưng mà không được ở ở gần kia, tại vì nó sợ trong lúc nóng giận á, cái người có súng người ta sẽ làm những cái chuyện gì không biết, Chính xác. cho nên nó bắt buộc là cái người có súng là phải đi ra khỏi nhà ngay, không có cho ở trong nhà giữa trong lúc mà hai người đang gây lộn như vậy là không được đó, nó là như vậy. Cho nên bên Mỹ cái này nhiều khi nó có nhiều cái nó phải nói là nó rất là đau đầu, nhất là vấn đề mà hôn nhân gia đình đồ này nọ, mà vấn đề ly dị đồ này nọ đó cũng xảy ra nhiều cái lắm, chẳng hạn như mình ở không được, mình ly dị nó cũng trải qua hai ba cái tòa, thí dụ như cái tòa thứ nhất là tòa ly dị, nếu mà con cái là tới cái tòa mà phân chia con cái để mà vấn đề cấp dưỡng, rồi xong kế tới cái tòa thứ ba là cái phân chia tài sản, má nó đau đầu dữ lắm chứ không phải nói đơn giản dễ đâu, Đúng rồi, đó mình đi nó sâu, nhiều cái mà cái gì cũng vậy, mình đi sâu vào chi tiết nó có những cái mà rắc rối, có những cái đau đầu mà còn những người có lại còn thoáng có nhiều qua. người người ta nói là người có nhiều người ta nói sau khi đàn ông mà ly dị ra là còn cái quần xà lỏn không á, thì cái đó là đôi khi người ta nói không có đúng, đó là con nói thật, người ta nói không đúng là những người đó không biết gì về về ấy, cho nên họ người nói tôi không đúng, tại vì bên Mỹ này á nó có một cái vậy nè, khi mà hai người lập gia đình á là tất cả những tài sản hay bất cứ cái gì á là đứng tên chung của hai người, là chú Phượng hiểu vậy, bố Cầm hiểu vậy, Rồi, hiểu thì rồi, tôi hiểu rồi. Tiền khi không mà ly chung. dị mà đi ra đó thì căn cứ vô cái vấn đề tài khoản này nọ là chia đôi, chữ chiều trường hợp này nè, thí dụ như hai vợ chồng lấy nhau ok, nhưng mà người chồng á có thể là gian díu cái gì á, dính tới tiền bạc của chính phủ hay cái gì á, mới giao tất cả mọi mọi cái giấy tờ và những cái nhà giao cho người vợ đứng tên, thì khi mà ra tòa tất cả những thứ đó tên của một người độc quyền thì thằng chồng không được gì cả, cái đó là lỗi của mình chứ không phải là lỗi người ta Không có được pháp đó ta hiểu chứ, có nghĩa là ở hôn hôn nhân nước Mỹ nó có hai lò hai giai đoạn, là một cái là trước hôn nhân và sau hôn nhân, thì không cái không đó ví dụ như cái, trước cái đó khác bố, cái này là gì, cái này là trong hôn nhân luôn, trong hôn nhân không phải là trước sau, ví dụ như bố có tài sản trước hôn nhân thì trước khi bố cưới bố sẽ cầu chứng cái tài sản đó của bố, thì sau cái sau khi ly hôn á thì cái tài sản đó không có chia, còn con nói cái vấn đề này, trong lúc hai người lấy nhau tạo lên cái tài sản đó, nhưng mà sau khi ly dị người chồng cũng không có được đồng bạc nào, là tại bố biết không, tại vì lúc mà hai người lấy nhau đó cái người chồng con nói bố là nhiều khi có dính dáng gì với lại cái đồng tiền đó bất hợp pháp, bố hiểu không, Đúng rồi, cho nên mới họ giao hết sợ tất cả giấy giao hết tờ cho nhà tất cửa nhà băng cho phụ cho con nữ. vợ đứng tên, Đúng cho rồi. con vợ đứng tên, thì khi mà ly dị á thì trong cái tài khoản đó có tên một mình con vợ thì thằng chồng cũng không được con khỉ gì hết, Đúng rồi. bố hiểu không Đúng rồi, hiểu hiểu hiểu. Hồi xưa Việt Nam cũng xài tất cả những cái chuyện gì mà làm mà thấy cái khó khăn là đưa cho vợ đứng tên. Cái à đó đó hiểu là rồi. đưa tên, còn cái vấn đề mà dùng mình cầu chứng tài khoản có nghĩa là khi mà bố chưa đi lấy vợ mà bố có tài sản ví dụ là 2 tỷ thì cái tài sản 2 tỷ đó là before marriage, trước khi bố lấy vợ, Trước thì khi sau này có ly dị thì cái tài sản đó không có chia, nó chỉ chia không trong cái ngày chia mà hai người bắt đầu lấy thôi,
Còn cái 2 tỷ đó là vẫn giữ lại cho bố, không có chia được. Đúng rồi, đó là chính xác. Cái đó là hợp thức. Dạ. Đó cho nên nhiều người không biết, người ta cứ nói đàn ông hễ ly dị vợ ra là còn quần xà lỏn, không phải vậy. Trước khi mà nói cái quần xà lỏn là phải coi là trong quá trình đó thằng đó nó có gian díu về cái tiền bất hợp pháp hay không, và nó đưa số tiền là hết cho con vợ nó đứng, hay là tài khoản nhà băng hay cái gì cũng con vợ nó đứng tên hết. Mà khi ly dị thì trên giấy tờ là hợp pháp, là tài khoản bất cái gì tên vợ không có tên thằng này, thì làm sao mà chia? Thì con vợ nó ôm hết thì thằng này ra cầm cái quần xà lỏn là đúng rồi. Đúng rồi. Hợp tình. Ok, hiểu rồi. Hợp lý không? Đúng rồi. Nó là như vậy. Đó. Rồi. Okay. Bây giờ anh bên Phượng, Mỹ này đau đầu lắm. Anh Phượng muốn ao không? Mà, trôi dậy là mình tới giờ rồi đó. Ok rồi. Okay. Chào okay, hai chú. Rồi. Rồi, hai okay, chú ngủ ngon. Okay. Dạ. Rồi. Bye bye chú. Okay, rồi. Bye con. Chào anh. Dạ. Ok. Dạ 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 bye chú. Chúc bà chú vui vẻ. Ngủ ngon rồi. Rồi ok.